em không biết là như thế nào, em cao không biết, quý vị không biết nha. Xin cho em một tràng pháo tay để ủng hộ tinh thần em coi nha quý vị ơi. Trời ơi, giờ có tinh thần lại rồi. Chúc quý vị và khách một ngày vui và ngon miệng ạ.